Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Lê Khoa Audio. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu đến anh em một kiệt tác loa đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng mà nhiều anh em cũng đã từng chơi và đã từng từng thấy, từng sở hữu. Đó là Empyrean, và cái model hôm nay là model 6000. Thì đây là một kiệt tác, và đó là cái sự thiết kế kết hợp hòa trộn giữa gỗ và đá anh em nhé. Tại vì sao Khôi gọi là đá? Tại vì cái mặt ở trên nó bằng đá, thì tí nữa Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em cùng xem nha. Thì cặp loa này được thiết kế theo hình đứng, gọi là hình trụ lục giác, tại vì nó có 6 cạnh anh em nhé. Một sự kết hợp hoàn hảo, hoàn mỹ giữa nghe và nhìn anh em nhé. Thì vào những cái thời điểm ngày, cái thập niên mà sản xuất loa này là cái thời vua chúa, nên là hãng sản xuất ra những cái loa này để khẳng định cũng như là để tạo lên một cái tên tuổi, một cái gì đó để cho hàng này đó. Thì hôm nay Khôi đã ship về được hai cặp nha, hai cặp. Thì cặp loa này là vừa nghe và vừa trưng bày, vừa sưu tầm nha. Thì anh em nào mà thích những cái món đồ độc lạ, hoặc là thích một cái cặp loa để sưu tầm, tạo cái sự khác biệt cho cái đồ chơi của mình, cho ngôi nhà của mình, thì cặp này xứng đáng để anh em để mắt tới anh em nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em xem nha. Rồi sau đó thì Khôi sẽ lật tháo một cái để anh em cùng xem cái kết cấu bên trong ha nha. Đây anh em, thì cặp loa được thiết kế là hình trụ nó có 6 mặt như vậy ha, 6 mặt. Thì đây là cái mặt trước này, cái này là cái chép ha, chép. Anh em thấy đẹp ghê gớm không? Những cặp loa này là đẹp tuyệt đối anh em ha, đẹp tuyệt đối. Thì những cái mặt đá này gọi là đá cẩm thạch anh em nhé, đá cẩm thạch nha, đá cẩm thạch. Thì tại bây giờ thì người ta còn gọi đá hoa cương nha, nhưng mà tại thời điểm sản xuất ra cặp loa này, để có được một tấm đá như thế này thì cũng không phải đơn giản nha, nên nó có cái giá trị sưu tầm rất cao anh em nha. Đó thì loa là đẹp tuyệt đối, tuyệt vời luôn nha. Đây Khôi đang quay cho anh em cùng xem này, đó rất đẹp, rất đẹp, nói chung là không thể nào đẹp hơn. Rất là tuyệt vời. Cái mặt đá này mình có thể tháo rời anh em nhé. Tí là Khôi sẽ tháo một cái để Khôi sẽ quay cái nội thất cho anh em cùng xem bên trong nha. Đó. Anh em thấy không? Theo bao nhiêu năm nhưng mà những cái tấm đá này nó vẫn còn như vậy thì gọi là một cái giá trị rất là cao nha. Kể cả là người sản xuất rồi vận chuyển và gìn giữ tới bây giờ. Tuyệt vời. Tuyệt vời anh em ha. Đó, tuyệt vời. Rồi thì bây giờ Khôi sẽ quay luôn cái mặt sau anh em cùng xem nha. Đó, để mình xem được hết là tất cả những cái loa này nó đẹp nha. Đó, đây. Khôi sẽ bật lát lên anh em cùng xem luôn. Đó, anh em xem ha. Đó, đẹp. Phía sau này được thiết kế thêm các cái lỗ hơi này anh em ha, ba lỗ nha. Tương tự bên này. Khôi quay luôn một lần ha, để anh em nào mà xem á, chọn á thì mình chốt luôn, không phải chờ xem hình ảnh nữa nha. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đó. Chung cặp loa đẹp. Đó. Thì ngoài cái việc là ví dụ như anh em hay nói á, là mình dùng để nghe, thì mình có thể là để trà ha, để cái bình trà lên, để một cái chậu hoa lên rất là đẹp ha, rất tuyệt vời đó. Ok anh em ha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ tháo một cái nha, để mình xem được là cái cấu tạo bên trong, cấu tạo bên trong. Anh em đợi Khôi chút giây lát nha, Khôi sẽ dừng máy, Khôi sẽ tháo nó ra. Rồi. Đó, tất cả là hai cặp đều đẹp như nhau anh em nhé. Anh em thích cặp nào thì có thể lựa chọn theo ý thích của mình. Nhiều lúc mình nhìn giống nhau nhưng mà người chơi thì họ anh em họ là nhìn ra được một cái điểm nào đó họ anh em thích nha. Rồi đây rồi anh em, Khôi đã tháo, đầu tiên là Khôi tháo hai cái miếng tre, hai cái miếng tre nè. Đó, miếng tre, một cái nắp á, cái nắp này đây, cái nắp trên Khôi đã tháo ra rồi ha. Ở đây hai cái miếng tre, hai miếng tre ở đây nè, Khôi tháo ra rồi ha. Thì mình sẽ thấy được là nó là một cái trung giấy, trung giấy gân vải tẩm dầu và một cái chép giấy nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ nhìn ở dưới này, cái mặt đít của nó này nè, cực kỳ đẹp luôn. Thì được thiết kế là giống như AR. Ở đây là hai cái cọc loa, và cái này là chỉnh chỉnh dải trên này, chỉnh chép này anh em ha. Nó sẽ có ba nấc. Cặp này thì USA không 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 phải nói rồi, ai cũng biết ha. Rồi dưới này là một cái bát úp ha, bát úp xuống dưới mặt đất. Bát này bát 25 anh em ha, bát giấy
râu lồi, bát giấy râu lồi, gân này gân tẩm dầu nha. Nhưng mà gân zin mình chưa có tẩm nha. Nhưng mà đánh đánh này, đánh rất là sâu nha. Đó. Thì nó sẽ khi mà cái bát nó úp xuống dưới với một cái khoảng cách đây. Cái này là cái mặt đít ha. Đó. Nó có một cái khoảng hở thì nó tạo cho cái tiếng bát nó rất là trầm ha. Nó là không khác gì là một cái lá súp nha. Rồi nó cộng hưởng lên trên. Nó đẩy ngược lên trên thì nó sẽ tạo ra một cái thứ âm thanh rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời anh em ha. Rồi, ok thì tại vì bây giờ cái chép với cái bát thì có thể tháo được, anh em cùng xem. Nhưng mà cái chung thì nó hơi khó tháo vì nó tháo phía trong, nên Khôi làm biếng nha. Bây giờ thì anh em đợi Khôi sẽ tháo luôn cho anh em xem cái cục bát này và cái cục chép ha. Rồi. Rồi, Khôi đã tháo luôn tân thật ra rồi anh em ha. Thì đầu tiên là cái cục bát này, cục bát nằm ở dưới nè, Khôi đã tháo rồi, cục rất là gấu anh em ha. Cái cục rất to, nhìn nó to hơn cả AR luôn ha, khủng khiếp luôn. Trong một cái dòng loa cổ mà được thiết kế cái cục như thế này thì chắc chắn nó rất có lực anh em, đánh rất có lực ha. Và thứ hai nữa là như Khôi đã nói rồi là cái cục rất là sâu nè, anh em nhìn này, cái độ nhún của nó này, Khôi đưa máy gần nha, cái độ nhún của nó này kinh khủng khiếp chưa. Đó, thì nó sẽ ra một cái tiếng trầm rất là độc đáo ha, rất là sâu, sâu và mềm anh em nha, lưu ý là sâu và mềm. Rồi tiếp theo là đây cái củ chép này, chép giấy, nhưng mà cái củ rất to nè, đây anh em xem ha, củ rất to ha. Đó. Rồi tiếp theo là cái củ mít, tại vì cái củ mít cái củ loa trung á nằm phía trong nên là Khôi để lại, Khôi không làm biếng tháo nha, Khôi đưa máy gần này, Khôi bật lát lên luôn đó, anh em thấy không, cái cụ này được thiết kế cụ bánh chưng nha nha. Cái cụ này mà anh em nghe là nó không khác gì là một cái cụ loa bát nha, cái tiếng nó ra rất là rõ ràng nè. Nghe nghe thực tế là cái tiếng dài trung nó ra rất là rõ ràng ha. Rồi và cái phần cuối cùng đây, cái phần cuối cùng là cái nắp này nè, cái nắp này nó chụp lại thì nó là cái phân tần nằm trong này anh em ha, phân tần và cái cốt server này, cốt server là 93 nấc, còn cái này là phân tần một. Đó, anh em cùng xem qua ha. Thật sự thì mình không quá quan tâm với cái vấn đề này, tại vì đó là cái nguyên tắc sản xuất và họ đã thiết kế ra như vậy rồi. Có nghĩa là bao nhiêu kỹ sư vào một cái hãng loa họ là làm ra như vậy, thì mình dựa vào nó. Có nghĩa là cái gì mình xem các cái cụ này, cụ mic, cụ bass, cụ chép và cái cách thiết kế của cái loa để mình tìm cái âm ly, mình ghép cho nó hợp, ghép âm ly cho nó hợp để nó ra cái thứ nhạc mà mình cần nha. Đó đó là cái mà mình so nội thất để cho anh em cùng xem nó là như vậy nha. Đó. Còn đây là cái nắp chụp Khôi đã giới thiệu rồi. Rồi, đây là tổng quát của bốn cái loa. Thì những cái món này thì Khôi đảm bảo với anh em là Khôi đảm bảo cho anh em là zin tuyệt đối nha. Zin tuyệt đối để anh em yên tâm khi mua loa. Thì về cái mức giá thì mỗi cặp như vậy có giá là 16 triệu 500. Anh em nào yêu thích thì lựa chọn trước, ưu tiên chọn trước luôn. Thật sự thì nó giống nhau hết anh em, nhưng mà tùy theo người chơi, nhiều lúc anh em đang nhìn thấy một cái điểm gì đó mà anh em thích ở cặp loa này mà không thích ở cặp loa kia thì anh em lựa chọn ha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm, đã theo dõi kênh YouTube của Khôi. Thì về cái phần phối ghép thì Khôi sẽ nói tiếp, nói chút để anh em cùng rõ. Thì với cái thiết kế là 8 ohm và 75W anh em ha, 8 ohm này, 75W này. Và cái dòng loa này độ nhảy rất là cao nha. Nên anh em dễ lựa chọn, anh em có thể đánh các dòng âm ly cổ receiver, âm ly Sansui cũng thể đánh được, nếu như mà anh em thích nghe là mộc mạc trầm rãi, hoặc là anh em thích ngọt ngào thì anh em có thể đánh đèn nha, đèn vẫn đánh được nha. Ngoài ra anh em có thể đánh các cái dòng âm ly Scott, âm ly Hikit hoặc là Fisher, đặc biệt là Fisher đánh rất là hay anh em. Cái cặp này đánh Fisher rất là hay, thì tí nữa Khôi sẽ lấy một con âm ly Fisher Khôi sẽ đánh để anh em cùng nghe thử nha. Rồi, cùng thì cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi.
đời theo cánh chim về vui vắng đời. Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lòng lòng chiều mưa nhớ ai. Biển xanh vắng xanh người đi sau đời. Để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ. Anh ơi bao giờ mới được gần nhà. Ta đã ai.